khách sạn Ngọc Lan Đà Lạt vào tối hôm qua 30 tháng 10 trở nên nhộn nhịp và hào hứng hẳn, bởi những người có mặt tại đây đã hòa mình vào đêm hội Halloween thật ấn tượng do Trung tâm Anh ngữ Đà Lạt Academy tổ chức. Không gian huyền bí với ánh sáng mờ ảo đã làm cho buổi tiệc Halloween trở nên thật ấn tượng. Lễ hội Halloween là lễ hội truyền thống bắt nguồn từ Mỹ, được tổ chức hàng năm. Có nhiều cách giải thích về ngày này, nhưng theo truyền thuyết thì ngày 29 tháng 10 là lúc chấm dứt mùa hè, mùa của sự sống dân gian, nên ma quỷ thường hay vất vưởng trên dân tế. Mọi người phải hóa trang thành những hình thù ghê sợ để xua đuổi tà ma. Hoạt động đặc trưng của lễ hội Halloween trên thế giới được trẻ con đón nhận nồng nhiệt nhất là dạ tiệc hóa trang, tỉa hình mặt người cười lên những quả bí ngô và phát kẹo cho trẻ nhỏ. Lễ hội Halloween đến nay không chỉ có ở nước Mỹ mà đã lan tỏa đến rất nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Tôi giảng dạy tại trung tâm này được hơn 2 năm. Khi tham gia vào lễ hội Halloween này, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Lễ hội thật tuyệt vời, dường như mình đang ở chính nơi mình sinh sống, tuy có khác đôi chút qua cách tổ chức ở Việt Nam và các nước khác về không gian, nhưng tất cả đều thật tuyệt vời, ấm cúng, mọi người như xích lại gần nhau hơn. Lúc này cả không gian nơi đây nóng dần lên bởi tiếng nhạc xen lẫn những tiết mục thi hát tiếng Anh, thi hóa trang. Mỗi người một vẻ, ai cũng muốn mình đẹp và ấn tượng nhất trong đêm hội. Khi mà tham dự những cái lễ hội như vậy á, thì em cảm thấy rất là vui, rất là thú vị. Và qua đó thì học viên cũng có thể là cảm nhận được rất là nhiều điều như là văn hóa của phương Tây. Em có thể hòa nhập vào những lễ hội. Và khi mà mình học Anh văn thì mình cũng có thể là cảm nhận được những cái văn hóa, thì điều đó rất là tốt và bổ ích cho các em ở nơi đây. Trung tâm Anh ngữ Đà Lạt Academy ngoài việc muốn tạo sân chơi cho khoảng 300 học viên đang theo học Anh văn ở 40 lớp, thì hội đồng quản trị cũng như ban giám hiệu nhà trường còn muốn giúp học viên hiểu biết thêm về phong tục tập quán của các nước bạn, từ đó tạo môi trường thuận lợi để học viên được giao lưu, học hỏi phát triển vốn tiếng Anh của mình bằng cách kết hợp giữa học và chơi một cách nhịp nhàng. Cho các em biết được cái văn hóa nước ngoài như thế nào, và họ đã có cái nền văn hóa, có những việc làm như vậy thì họ đã thu nhận được cái gì. Đó là cái quan trọng. Cho nên là chúng tôi là năm nào có làm. Ngoài cái chuyện này là Halloween nữa, chúng tôi còn tổ chức là đi du khảo, rồi tham quan ngoại khóa rất nhiều nơi. Ngoài ra thì ngay trong giờ giảng dạy cũng vậy. Thì tôi cũng nói với giáo viên là không phải mình dạy phải đổi mới phương pháp giảng dạy. Để học sinh họ phải làm chủ, tự chủ hoàn toàn. Đó là mình chỉ gợi ý là chủ yếu, thậm chí đáng dạy vậy nhưng mà có nhiều vấn đề học sinh đặt ra, mình phải dừng lại giúp cho các em, giải quyết cho các em lên chỗ. Có thể nói các bạn nhỏ thực sự có một buổi tối Halloween tuyệt vời, vì từ chính những sân chơi như thế này đã tạo điều kiện để mỗi bạn hiểu thêm về phong tục tập quán, những ngày lễ truyền thống của mỗi quốc gia trên thế giới, để từ đó mục tiêu khám phá, tìm hiểu những cái mới ngày một thú vị hơn. Tối ngày 29 tháng 10, nhà thiếu nhi Lâm Đồng đã tổ chức lễ hội hóa trang cho hơn 1.000 học viên và phụ huynh của các lớp năng khiếu đội chiên. Lễ hội bắt đầu với trò chơi truyền thống Halloween, Trick or Treat, vui nhộn. Các em đã được ăn kẹo, được mời vào tiếp đãi Treat để không làm trò ma quỷ quậy phá Treat. Trên sân khấu và cả khán đài đông kín trẻ em với phục trang kỳ dị, hóa trang mặt mũi ma quái diễu hành qua cùng lồng đèn bí đỏ, được trang trí làm ngọn lửa soi đường cho những con ma tìm đường về trần gian. 60 nhóm hóa trang đã tham gia cuộc thi hóa trang. Trò chơi đớp táo cũng được tái hiện cùng với những trò chơi truyền thống. Những gương mặt hóa trang đáng sợ là các tiết mục văn nghệ, vũ điệu Halloween, trống hội Halloween, Go Away, v.v. Do các lớp học tiếng Anh biểu diễn đã tạo cho đêm hội một không khí đầm ấm thực sự, là lễ hội của tình yêu thương. Đêm hội Halloween là chương trình được tổ chức thường niên của nhà thiếu nhi Lâm Đồng, là hoạt động bổ ích không chỉ có ý nghĩa tạo sân chơi vui nhộn hào hứng cho các em thiếu nhi mà còn giúp các em tìm hiểu về văn hóa của nước bạn. Tại công an phường 4 thành phố Đà Lạt, tài xế Triệu Quốc Trung
vận doanh xe taxi số hiệu 49708 của chi nhánh hãng taxi quốc tế cho biết, vào khoảng 23 giờ 45 phút tối ngày 30 tháng 10, có đón 3 thanh niên tầm khoảng từ 25 đến 30 tuổi tại khu vực trường